Rồi, chào mừng anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Onam Audio. Chúc mừng anh em là một sản phẩm âm ly mang thương hiệu của Beeler và có model là SS6825 mã nhé. Em test để gửi đến cho mọi anh khách ở trong tận Đắk Lắk cơ. Anh sẽ tin tưởng của kênh bên em. Đấy, em này thì có công suất là 110W nhé. Hãy sở hữu rất là nhiều các cổng đầu vào là tuner, AUX, Polo và 2 đường tiếp 1, tiếp 2. Tính năng lâu lớt tone đầy đủ và đặc biệt là có thể chơi được hai cặp loa cùng một lúc A cộng B. Đấy, tất nhiên là với phân khúc các em âm ly hoặc là các em loa thì với công suất vừa phải em nhé. Đấy, rất là tiện lợi, cũng có tính năng ba lăng. Và giá sản phẩm này thì bên em đang bán ra với giá là 2.800.000 cho một sản phẩm anh em nhé. Nếu như em nào quan tâm thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại em đang để sẵn ở trên bàn. Còn đây là em máy em gửi đến cho anh khách ở trong Đắk Lắk nhé. Sản phẩm này thì bên em vẫn đang sẵn hàng. Đây là khu vực phía sau cũng như là kết nối. Anh em mà sử dụng điện thì là điện 100 rồi đúng không ạ? 100V này, công suất này, thông số là chơi cầu A cầu B thì có thể là từ 4 đến 16, nhưng đánh A cầu B là từ 8 đến 16 nhé. Đấy, đây là chạm loa này. Đây là các cổng kết nối, thì đây là em đang kết nối với cổng tuner. Đấy, thì anh em về anh em có thể cắm lọc xì hay là CD hay các cái thiết bị tiếp theo vào đây đó để sử dụng nhé. Cái này thì cũng rất là dễ thôi, chú ý đúng cái nguồn điện thôi anh em nhé. Tất cả các sản phẩm từ bên em đều được bảo hành miễn phí 100% trong vòng 3 tháng đầu tiên nhé. Anh chị em quan tâm thì hãy liên hệ với bên em để được tư vấn kỹ hơn. Em xin cảm ơn anh khách ở trong Đắk Lắk đã tin tưởng của kênh bên em. Ai mà chưa đăng ký kênh của bên em thì hãy nhấn vào đăng ký kênh để được cập nhật nhiều video mới nhất của bên em ạ. Chào anh em.